Bây giờ anh sẽ dạy em bài dù có cách xa. Bài dù có cách xa này thì có bốn hợp âm chính. Thứ nhất là hợp âm son trưởng G. Thứ hai là hợp âm mi thứ là M. Thứ ba là hợp âm đô trưởng là C. Thứ tư là hợp âm dê trưởng là D. Bốn hợp âm này thôi. Thì đoạn đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 của điệp khúc đánh y hệt nhau. Đoạn 4 của điệp khúc đánh cũng y hệt nhau, nhưng mà cái đoạn cuối dù cho mình cách xa là em phải quay lại hợp âm son. Ngày hôm qua em chợt mang nắng tới, chợt làm ngẩn ngơ đắm say anh chiếc hôn bối rối, chợt làm hồng câu ca, chợt gọi mùa xuân qua, đường dài tay trong tay nghe mùa xuân nuôi đắm say. Và giờ em nơi thật xa mang tình yêu không phôi pha, mỉm cười khi bỗng nhớ em anh nâng câu hát, hát yêu em thật nhiều, nhớ mua em thật nhiều, muốn theo mây và gió nơi phương trời đó em đợi ai. Nếu mây kia mang người yêu anh đi về nơi nào xa vời, nếu xa xôi đành để riêng đôi ta về hai phương trời, có hay chẳng không người yêu anh mong rằng tim mình không rời, để ngày đêm anh với anh mong một ngày không cách xa, biết đâu mai đây là mây thanh thang người say bên mình, biết đâu anh nhẹ nhàng nâng trên môi này câu hát du tình. Chẳng không nghe lo một bóng hình, hãy tin rằng trái tim này có riêng hình bóng em, dù cho mình cách xa. Đấy, cái đoạn cuối là nó quay về son, còn nó cứ theo thứ tự là theo thứ tự của từng đoạn là son, son trưởng này, G này, rồi chuyển qua M, rồi chuyển qua C, rồi chuyển qua D. Cứ cái vòng hợp âm của nó cứ quay đi quay lại là G này, M này, C này, D. Đấy, chỉ có mỗi cái đoạn cuối là đoạn, đoạn sau khi về D rồi nó lại kết ở cái câu cứ cho mình cách xa thì là em phải về G. Thì bài này em sẽ đánh như thế này. Bát móc đập, bát móc đập, bát móc đập, bát móc đập. Bốn cái phách đầu em đánh liền. Bát móc đập, bát móc đập. Đấy, bát móc đập, bát là bốn phách đầu. Móc đập là hai phách sau. Là em nghỉ nhé. Bát móc đập bát nghỉ, móc đập, bát móc đập bát móc đập, móc là móc ba cái dây dưới. Đánh dây bát của hợp âm, cái chủ âm của hợp âm ấy. Bát này, móc đập bát móc đập. Đập thì em dùng cả cái lòng trong của cái bàn tay khi em gặp vào đập. Bát móc đập bát móc đập, bát móc đập bát móc đập, bát móc đập bát móc đập, bát móc đập bát nghỉ móc đập, bát móc đập bát nghỉ móc đập, bát móc đập bát móc đập. Thì mỗi câu là em sẽ đánh hai lần hợp âm. Ngày hôm qua bắt đầu vào chữ qua là em vào bài hát là em đánh đánh hợp âm son. Ngày hôm qua em chợt mang nắng tới, chợt làm ngẩn ngơ đắm. Chữ say là vào hợp âm mi thứ là em à. Say chiếc hôn bối rối, chợt làm hồng câu ca,
chữ K. Ngày hôm qua em chợt mang nắng tới, chợt làm ngẩn ngơ đắm say anh trước hồn bối rối, chợt làm hồng câu ca. Là em vào đô trưởng là C. Chợt làm hồng câu ca, chợt gọi mùa xuân qua, đường dài tay trong tay anh. Đấy chữ đường dài tay trong tay là em vào D. Đường dài tay trong tay anh, nghe mùa xuân nói đắm say, và giờ em nơi thật xa. Chữ xa, và giờ em nơi thật xa là em vào xuân trường. Và giờ em nơi thật xa, tình yêu không phức pha, mỉm cười khi bỗng nhớ em anh nâng câu hát. Hát yêu em thật nhiều, nhớ môi em thật nhiều, muốn theo mây và gió nếu trời đó anh đợi ai. Đấy, cái đoạn đấy là cái đoạn biến tấu đi chút. Nhưng mà anh khuyên em là nếu chưa chắc thì tốt nhất là không nên chơi biến tấu, bởi vì cái tiết tấu của bài này nó cũng không phải là đơn giản. Nếu mà em đang theo tất cả tiết tấu kia rồi em lại đảo đi em sử dụng cái tiết tấu khác thì nó sẽ rất là khó. Đấy là cũng được, vẫn đánh được, đúng không ạ? Bóp cả bốn móc và bóp cả bốn dây luôn và bấm D. Anh cứ gọi chung là móc nhé, đây là bốn dây luôn. Kia là bát móc đập bát móc đập, đúng không? Kia là bát móc đập bát móc đập. Thời gian và cái nhịp điệu của nó vẫn thế. Nhưng có điều là cái cách đánh của mình khác này. Là chỉ có như vậy thì cố gắng đánh bài dù có cách xa, rồi khi nào đánh được thì quay clip gửi lại cho anh.